Xin chào các bạn, tôi là Hải Nguyễn Grant đến từ Nowcaravi đào tạo thiết kế đồ họa thực chiến. Bài học hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu đi học về tìm hiểu một cái phần mềm khá là mới của Adobe, cũng mới sắp ra, mới được hơn một năm, đó là Adobe Dimension. Đầu tiên, như mọi phần mềm khác, đều chúng ta sẽ đều có những cái open, những cái file đã làm sẵn và những cái file clip new ở đây. Thì bài đầu tiên chúng ta sẽ là clip new. Bài đầu tiên chúng ta sẽ tìm hiểu về cái giao diện của phần mềm này gồm những cái tính năng, tính chất như thế nào. Về giao diện nó khác gì so với các phần mềm khác. Như ở chính giữa đây chính là cái phần mà Adbox làm việc chính của chúng ta. Nó giống như cũng như là trên Photoshop hay là trên Illustrator vậy. Nó sẽ có một cụm làm việc như thế này. Giới thiệu các thanh tool bar, thanh công cụ đặc trưng của nó riêng. Còn này, chỗ này là những đồ cho sẵn của cái phần mềm Dimension này. Tức là nó sẽ cho rất nhiều những cái tính chất hình đồ vật cho mình ở đây. Và cái menu thứ hai, Material, tức là cái về cái chất liệu. Các loại chất liệu khác nhau, cỏ cây hay là nhựa hay là metal hay là gỗ vân vân vân. Rất là nhiều thứ, hay thủy tinh hay là nhựa trong suốt hay đá hay là nước gì đó, thì rất là nhiều chất liệu. Và tiếp đó là phần về góc ánh sáng. Cho nên mọi người, nếu mà mọi người đã từng làm về phần mềm 3D thì mọi người sẽ rõ hơn là giữa các vùng ánh sáng khác nhau, những cái tính chất ánh sáng khác nhau thì nó sẽ cái tính chất đổ sáng khác nhau lên vật thể. Còn cái phần này nó sẽ là phần image, là phần những cái background cho sẵn. Mọi người cũng có thể search ở đây, search những cái file trên cái trang stock Adobe của họ thì có thể search ở đây. Và tiếp đó là đối với cái vùng bên phải thì là cái vùng này nó sẽ hiển thị những cái thông số liên quan đến những cái vật hay là những cái scene ở đây, là những cái thông số liên quan đến cái vật đối tượng của mình đang chọn, và bên dưới là những cái action của nó và những cái property của nó, những cái tính năng của nó, là sử hại sẽ kéo vào đây chẳng hạn. Đấy, thì đối với cái này nó sẽ có hai lớp, đó là lớp thân và lớp nắp. Thì đối với mỗi cái tính chất cái đồ vật mà nó sẽ có nhiều hay ít những cái layer như thế này. Và dưới này là những cái tính năng, những cái vị trí, position là vị trí giữa cái vật này trong cái không gian 3D này, và những cái action là liên quan đến cái vật đó. Và trên góc trên này là cái phần camera. Tương tự đấy là cái phần khung hình làm việc. Còn này, mọi người sẽ nhìn thấy có nó nằm ở cái tab design. Và nó đối với cái tab render này thì chỉ mục đích cuối cùng nó chỉ là giải quyết vấn đề render mà thôi. Render thì nó sẽ có 3 bước là low, medium, high và tên file và đuôi PSD hoặc PNG. Đó là tính chất làm việc của chúng ta. Ok, cơ bản bài học hôm nay về giới thiệu sơ bộ về không gian làm việc của phần mềm Dimension này đến đây tạm dừng. Hẹn gặp lại các bạn ở bài tiếp theo.